Ông này là người thế nào mà cả đến gió
tin lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đứng trước sức mạnh thiên nhiên, con người cảm nhận được sự nhỏ bé và yếu đuối của mình. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, các môn đệ cũng đã cảm nhận được thân phận mỏng manh, yếu đuối của mình khi đối diện với phong ba bão táp, nên các ông đã chạy đến với Đức Giêsu để xin Ngài trợ giúp. Thưa Thầy, xin cứu chúng con chết mất. Khi đối diện với sóng to gió lớn của biển cả, các môn đệ lo lắng, run rẩy, sợ hãi và dường như bất lực. Nỗi sợ hãi ngày càng dâng trào khiến các ông lo lắng về tương lai của mình. May mắn thay, đứng trước ngàn cân treo sợi tóc, trước sự đe dọa đến tính mạng, các ông nhận ra mình vẫn còn Đức Giêsu bên cạnh và chạy đến cầu xin sự trợ giúp của Ngài. Xin cứu chúng con. Mặc dù lòng tin của các môn đệ còn yếu kém, nhưng các ông đã nhận ra sự yếu đuối và bất lực của chính mình để biết chạy đến cậy nhờ Thiên Chúa. Và cũng từ nhận thức này, các môn đệ đã tìm thấy được nguồn bình an đích thực. Khó khăn thử thách luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Có những thử thách người ta có thể dễ dàng vượt qua, nhưng cũng có lắm thử thách đẩy ta vào đường cùng và cảm thấy bất lực. Là Kitô hữu, chúng ta biết và xác tín rằng có Chúa luôn ở bên cạnh. Ngài là đấng thiên sai mà Thiên Chúa hứa, có quyền năng vượt trên mọi sức mạnh của thế gian. Vì thế, Ngài là điểm tựa vững chắc, đem lại nguồn bình an cho những ai biết cậy trông vào Ngài. Thế nhưng, đứng trước những thử thách quẫn bách của cuộc đời, liệu ta có nhận ra Chúa là nguồn bình an đích thực mà chạy đến xin Ngài nâng đỡ, trợ giúp như các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay, hay ta chỉ biết ỷ vào sức riêng của bản thân mình? Lạy Chúa, trước những khó khăn thử thách của cuộc sống, xin khơi dậy đức tin trong chúng con để chúng con mau mắn chạy đến với Chúa là nguồn bình an đích thực. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa.